hôm nay là buổi tổng kết trên anh thầy. Thật sự ra mà nói thì chúng em không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn những ấm lòng của thầy cùng tất cả các bác, các anh trong huấn luyện viên đã đến đây để giúp đỡ cho cái câu lạc bộ của chúng em ở đây. Mong rằng là sau cái lớp học này, tất cả các anh chị em học viên chúng ta cố gắng để không phụ công thầy. Và chúng em chúc sức khỏe thầy cùng tất cả các bác, các anh chuẩn bị chia tay thầy được thật độ bình an và chúc thầy sức khỏe dồi dào. Và sau đây là các chị em của chúng em trong câu lạc bộ văn nghệ Đắc Mi San xin hát bài Ngồi Tựa Sông Đào theo sở thích của thầy. Một bài hát mà thầy rất là thích. Bài rất khó. Cho tôi mic lên một tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.